Anh chỉ gọi anh quẩy vào trong này thì anh em mình cùng giảm rồi. Ừ thì có nghĩa đầu tiên là em giới thiệu, với sau tí nữa anh ấy tham gia cái đoạn kia, anh vào mặt anh ngố. Bây giờ một thằng nói một thằng không nói là mặt bật anh để dưng rồi. Ok. Về cái tính chất của bài hát, ví dụ như một bài hát vui, một bài hát buồn. Ví dụ một bài hát vui thì chúng ta sẽ intro như sau chẳng hạn. Không biết nói sao nữa. Không nghĩ ra bài vui. Cho nói không nghĩ ra bài vui. Không nghĩ ra bài vui. Vui sửa bài vui.